da khô, ngứa, mẩn đỏ, mụn mãi chẳng khỏi. Hi, xin chào mọi người. Nếu các bạn đang gặp những cái tình trạng trên thì rất có thể hàng rào bảo vệ da của các bạn có thể đang yếu đi đấy. Đừng bỏ qua video lần này, chỉ vài phút thôi các bạn sẽ hiểu thêm về làn da của mình, không thừa đâu nha. Hàng rào bảo vệ tự nhiên của da gồm có các tế bào sừng xếp xít vào nhau như bức tường, kết nối các tế bào sừng với nhau nhờ các chất liên kết là ceramide và các thành phần dưỡng ẩm tự nhiên amino acid khác, với lớp dầu sinh ra từ tuyến bã, vừa giúp bảo vệ da vừa giúp giữ độ ẩm cho da, giúp da luôn mềm mại và tránh bị kích ứng. Bên trong các tế bào da hay còn gọi là những viên gạch, bạn sẽ tìm thấy chất sừng và chất dưỡng ẩm tự nhiên, lớp lipid bao gồm cholesterol và axit béo. Hàng rào bảo vệ da của bạn có tính axit nhẹ. Độ axit này giúp tạo ra một loại đệm chống lại sự phát triển của vi khuẩn, virus và nấm có hại, có thể gây tổn thương da của bạn và dẫn đến nhiễm trùng cũng như các tình trạng da khác. Điều đặc biệt quan trọng là phải bảo vệ lớp màng axit xung quanh vết thương vì tính axit của da cần thiết cho nhiều tương tác sinh học xảy ra. Nghe có vẻ hóa học nhỉ, nhưng thực ra nó sẽ giống như hệ miễn dịch của chúng ta ấy. Công việc chính của lớp khiên chắn này là bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng và ô nhiễm môi trường, nguyên nhân chính gây lão hóa sớm. Da khỏe là nhờ có hàng rào bảo vệ chắc chắn ngăn ngừa mất nước, chất gây dị ứng, vi khuẩn và các chất kích thích cũng như là các chất hóa học từ bên ngoài xâm nhập vào da, giúp da luôn ẩm, cân bằng và mềm mịn. Tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều người trong chúng ta thậm chí còn không biết đến khái niệm hàng rào bảo vệ da là gì và vô tình làm những việc hàng ngày khiến nó yếu đi. Và kết quả là gì? Da trở nên khô, mất nước, dẫn đến các vấn đề về lão hóa như là nếp nhăn hay sạm nám. Da bị ngứa, dễ ửng đỏ. Da có thể bị bong chóc hoặc có các mảng sần sùi, đổi màu. Da dễ bị các yếu tố bên ngoài xâm nhập như vi khuẩn và các tác nhân khác gây bùng mụn, dễ kích ứng và viêm da. Nếu hàng rào bảo vệ da không khỏe mạnh thì tất cả những cố gắng của bạn trong việc giảm nếp nhăn, giảm mụn hay bất kỳ những vấn đề nào về da đều trở nên vô nghĩa. Bạn đã thấy tầm quan trọng của tấm khiên này chưa? Vậy, nguyên nhân là gì? Thứ nhất, nguyên nhân khách quan, thời tiết lạnh và độ ẩm thấp sẽ khiến da bị khô, ửng đỏ mà mọi người hay gọi nó là bị nẻ đóc. Tia UV, bức xạ từ ánh nắng mặt trời sẽ tạo ra các gốc tự do làm suy yếu phòng thủ tự nhiên của da. Đặc biệt, tiếp xúc kéo dài với ánh nắng mặt trời có thể khiến da bị khô, bị kích ứng, gây ra sạm nám, khiến hàng rào bảo vệ da bị suy yếu. Thứ hai, nguyên nhân chủ quan. Bạn vẫn luôn chăm chỉ skincare mỗi ngày, 7-7-4-9 bước, vậy mà skin vẫn không hề care bạn. Bao nhiêu công sức và thời gian, đổ cả núi tiền mà da vẫn không hề cải thiện. Bất lực lắm phải không? Nhưng có bao giờ bạn nghĩ chính những sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm bạn đang dùng đã và đang khiến cho hàng rào bảo vệ tự nhiên của da bị xuống cấp không? Đầu tiên là bạn sử dụng các sản phẩm vệ sinh có độ pH quá cao. Vì hàng rào bảo vệ da tự nhiên có độ axit nhẹ, độ pH lý tưởng của da là 5.5. Tất cả những sản phẩm sữa rửa mặt có độ pH cao hơn 5.5 dạng xà phòng đều có tính tẩy rửa mạnh, độ kiềm quá cao, nó sẽ phá hỏng cái sự cân bằng axit béo của da và làm da bạn bị khô. Tiếp theo, bạn lạm dụng tẩy da chết và các liệu pháp làm đẹp gây bào mòn da. Thứ nhất, tẩy da chết bằng các hạt quá to, sần và trà sát mạnh gây tổn thương da. Thứ hai, tái tạo da bằng hóa chất có thể gây bào mòn da. Cơn sốt BHA, retinol hay tretinoin vẫn đang tung hoành trên các diễn đàn skincare. Đồng ý là những hoạt chất tẩy da chết hóa học này sẽ giúp thúc đẩy tăng sinh tế bào mới, rút ngắn chu kỳ tái tạo da và cải thiện các vấn đề về da. Nhưng nó chỉ hiệu quả khi bạn dùng đúng, dùng đủ và tương thích với làn da của bạn. Cuối cùng, lạm dụng các biện pháp laser lột da, bào mòn da và không chăm sóc da đúng cách. Tiếp đó, các sản phẩm skincare của bạn có thể có những cái thành phần gây hại cho da. Có một số thành phần khác như cồn, benzoyl peroxide, sunfat hay paraben cũng sẽ làm loại bỏ ceramide, cholesterol và các axit béo từ da, khiến hàng rào bảo vệ da bị suy yếu. Cuối cùng là các yếu tố cá nhân. Tuổi tác cũng là một nguyên nhân. Khi tuổi càng lớn, sự sản sinh lipid và chu kỳ tế bào da kéo dài hơn, nên hàng rào bảo vệ da yếu đi cũng là một điều dễ hiểu. Yếu tố di truyền cũng sẽ khiến bạn bị các bệnh như là viêm da dị ứng hoặc vẩy nến. Cuối cùng là yếu tố tâm lý, ví dụ như là stress có thể khiến cho hàng rào bảo vệ da cũng sẽ bị yếu đi. Vậy làm sao để khôi phục hàng rào bảo vệ da? Chỉ cần thực hiện 5 giải pháp để bảo vệ và khôi phục hàng rào bảo vệ da sau đây nhé. Thứ nhất, dưỡng ẩm, dưỡng ẩm, dưỡng ẩm. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Nuôi dưỡng và giữ ẩm để làn da căng mọng, bởi vì làn da khi được duy trì độ ẩm sẽ là một làn da hạnh phúc. Đây là yếu tố quan trọng nhất khi bạn muốn phục hồi lớp sừng của da. Các thành phần chính của hàng rào bảo vệ da là các thành phần dưỡng ẩm tự nhiên của da như ceramide, axit béo và lớp dầu. Đặc biệt là ceramide, thành phần chiếm 50% hàng rào bảo vệ da. Ceramide đóng vai trò như người giám sát, chỉ đưa những gì chúng cho là tốt vào da và đồng thời loại bỏ những thứ không tốt.
Vì vậy, việc để cạn kiệt ceramide là điều tối kỵ nếu bạn muốn phục hồi hàng rào bảo vệ da nhé. Các thành phần bạn có thể tham khảo để nuôi dưỡng và cân bằng độ ẩm bao gồm ceramide, glycerin, hyaluronic acid, vitamin E, niacinamide hay còn gọi là vitamin B3, parthenon hay còn gọi là vitamin B5, các loại dầu thực vật như dầu jojoba, dầu argan và dầu hạnh nhân. Một số sản phẩm dưỡng ẩm tốt mà các bạn có thể tham khảo đó là Clinique Neutrogena, sản phẩm này có silicon nên các bạn da dầu cân nhắc nhé. Vitamin Chi Water Gel, lotion dưỡng ẩm Hadalabo, ngon bổ rẻ, nhất định phải thử nha. Thứ hai, bôi kem chống nắng đầy đủ. Kem chống nắng phủ rộng với chỉ số SPF tối thiểu 30 hoặc cao hơn kết hợp với các chất chống oxy hóa sẽ không chỉ bảo vệ hàng rào da, tránh tổn thương từ các tia cực tím mà còn chống lão hóa sớm. Thứ ba, sử dụng các sản phẩm vệ sinh da có độ pH cân bằng. Bạn nên chọn các sản phẩm sữa rửa mặt có độ pH từ 5 đến 5.5, dịu nhẹ, dạng gel, ít tạo bọt càng tốt. Một số sản phẩm sữa rửa mặt bạn có thể tham khảo đó là CeraVe, Hadalabo, La Roche-Posay. Và đừng bỏ qua da body nha, da body cũng cần được chăm sóc nên dùng các loại sữa tắm có thành phần dưỡng ẩm và hạn chế dùng xà phòng nhé. Thứ tư, tẩy da chết đúng cách. Tránh các sản phẩm tẩy da chết vật lý có chứa những hạt to sắc nhọn như hạt mưa xay, mà thay vào đó hãy dùng những cái loại tẩy da chết có hạt mịn hơn như yến mạch, đường, sơ mướp và đắp mặt nạ trái cây. Nếu bạn dùng các loại tẩy da chết hóa học có chứa salicylic acid, retinol hoặc glycolic acid thì chỉ nên dùng với hàm lượng vừa đủ, tần suất sử dụng theo hướng dẫn và dừng lại khi cảm thấy kích ứng da. Nhất là các bạn đang gặp vấn đề về mụn, đừng cố tạo áp lực cho da để da đã yếu càng yếu thêm. Thứ 5, cẩn trọng với các liệu pháp làm đẹp gây bào mòn da mạnh. Tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước khi tiến hành các liệu pháp gây tổn thương da rõ rệt như laser, chemical peel, dermaplaning, microdermabrasion. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp với chế độ ăn giàu axit béo thiết yếu, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, bảo vệ da từ bên trong và đơn giản hóa chu trình skincare càng tốt nha. Đừng để tiền mất tật mang chỉ vì thiếu kiến thức. Vậy thôi, hãy skincare khoa học nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Chúc các bạn mãi xinh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.